Chào các bạn, mình đang có ở đây chiếc Sony Xperia Z2, chiếc điện thoại cao cấp nhất vừa mới được Sony giới thiệu và bán ra cuối tháng 3 vừa rồi ở thị trường Đài Loan. Hiện tại Sony Việt Nam vẫn chưa công bố thời gian bán ra chính thức ở Việt Nam. Mặc dù được cho là bản nâng cấp nhẹ của Xperia Z1, nhưng những cải tiến về phần cứng trên chiếc Xperia Z2 rất đáng giá, cùng với các tính năng mới rất hữu ích. Z2 được xem là một trong những sản phẩm hoàn hảo nhất cho đến thời điểm hiện tại. Có thể nói những tinh hoa công nghệ mới nhất, tốt nhất của hãng Sony đã được tích hợp vào trong chiếc Xperia Z2 này, từ thiết kế phần cứng, phần mềm đến các tính năng. Đầu tiên, về thiết kế, nếu ai đang sở hữu chiếc Xperia Z1 thì cảm giác cầm trên tay chiếc Z2 rất là mềm mại và dễ chịu hơn rất nhiều. Bao quanh thân máy là một bộ khung được khoét từ nguyên khối nhôm, với viền được làm phẳng giống như Z1, nhưng các cạnh viền được bao tròn, vừa vặn thân máy, cầm không bị cấn tay. Thiết kế này mang lại sự liên lạc cho sản phẩm cùng với việc chịu được va đập tốt hơn nếu chẳng may máy bị cấn, bị rớt. Mặt trước của chiếc Xperia Z2 vẫn là màn hình độ phân giải Full HD, nhưng mà kích thước là đã tăng lên một tí so với Z1 là 5,2 inch so với 5 inch. Nâng cấp ở đây là Sony đã sử dụng tấm nền IPS mang lại khả năng hiển thị và góc nhìn tốt hơn hẳn so với công nghệ màn hình cũ trên các máy Xperia trước. Cùng với công nghệ Light Color LED và X-Reality for Mobile, hình ảnh trên chiếc Xperia Z2 được tái tạo một cách sống động, màu sắc trong trẻo và tươi tắn. Trong trường hợp bạn muốn màn hình mang tông màu nào thì bạn hoàn toàn có thể chỉnh công bằng trắng theo ý thích thông qua cài đặt có sẵn. Vị trí các khe cắm được thiết kế khác một chút so với Z1. Khe cắm SIM của Xperia Z2 nằm sát cổng micro USB ở bên cạnh trái, nhưng Sony đã làm gọn hơn nhờ việc rút gọn hai nắp đậy thành một nắp đậy. Thiết kế này giúp chiếc máy nhìn đỡ rườm rà hơn. Cạnh phải là khe thẻ nhớ hỗ trợ lên đến 128GB cùng với các phím chức năng. Cạnh trên là lỗ cắm tai nghe cùng mic phụ. Cạnh dưới là ba lỗ mic hỗ trợ tính năng khử tiếng ồn cùng với lỗ sợ dây đeo. Chiếc Xperia Z2 sử dụng chip Snapdragon 801 với tốc độ 2.3GHz cùng với 3GB RAM. Chạy trên nền Android KitKat 4.4.2 mới nhất, tối ưu hiệu suất, giúp cho các thao tác trên máy mượt mà, gần như không có độ trễ khi mở các ứng dụng. Trong phần cài đặt màn hình, chúng ta có thể bật tắt tính năng X-Reality, chế độ găng tay hay còn gọi là cảm ứng không chạm, giúp chúng ta thao tác mà không cần chạm vào màn hình. Tính năng điều khiển đèn nền thông minh sẽ tự động tắt màn hình khi chúng ta không nhìn vào màn hình nữa. Đặc biệt là tính năng chạm hai lần để bật màn hình và mở khóa, giống như tính năng knock on trên LG. Nổi bật trên Z2 là tính năng khử tiếng ồn. Sony Z2 là điện thoại đầu tiên trên thế giới hỗ trợ công nghệ khử tiếng ồn điện tử, cho phép trả lời điện thoại hay nghe nhạc tốt hơn mà không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn xung quanh. Sony cho biết khi kết hợp với tai nghe theo máy, nó có thể giảm tiếng ồn xuống tới 98% so với bình thường. Trong mục cá nhân hóa, chúng ta có thể cài đặt cử chỉ, cuộc gọi thông minh. Bằng cách bật tính năng này, chúng ta có thể trả lời điện thoại bằng cách đưa lên tai, hoặc là từ chối bằng cách lắc thiết bị, hoặc là tắt chuông bằng cách lật ốp xuống. Ở trong mục trang chủ, ở phần cài đặt, chúng ta có thể lựa chọn màn hình chính Xperia hoặc là màn hình chính đơn giản. Ở chế độ màn hình chính đơn giản, các icon và phông chữ được phóng to lên, giao diện được tối giản. Ở giao diện này thích hợp với những người dùng lớn tuổi. Để trở về giao diện chính, chúng ta vào cài đặt, vào một thác màn hình chính đơn giản. Ngoài ra, trên chiếc Xperia Z2 được Sony tích hợp công nghệ in không dây. Tính năng này giúp chúng ta in được hình ảnh mà không cần phải kết nối với máy tính hay là máy in trực tiếp. Loa ngoài với âm lượng nhỏ là một vấn đề tồn tại trên chiếc Xperia Z1. Bởi loa đơn và màn loa trong nước, thì trên Xperia Z2, Sony đã cải tiến nó thành hệ thống loa kép tương tự như công nghệ boom sound của HTC. Hai dải loa nằm ở mặt trước của hai cạnh trên và dưới của máy. Khi được đặt nằm ngang, loa sẽ phát ra âm thanh stereo kết hợp với những tùy chỉnh âm thanh theo sở thích nghe nhạc. Cùng với đó là các tùy chọn nâng cao như Clear Phase, X-Loud giúp tăng cường âm lượng loa hay tái tạo âm thanh vòm. Về camera, trên Xperia Z2 vẫn giữ nguyên cụm cảm biến 20.7 megapixel
ông kính len G còn bị chip xử lý hình ảnh riêng Bion Z như trên chiếc X-Play Z1, nhưng đã được Sony nâng cấp về thuật toán xử lý ảnh, bổ sung thêm các tính năng mới như quay video 4K, video time shift tốc độ cao, các hiệu ứng xóa phông. Tính năng chụp hình tự động đã tốt hơn rất nhiều, đo sáng chính xác hơn, hình ảnh chân thực, màu sắc hài hòa và hiện tượng noise đã giảm hẳn, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng. Chế độ quay video 4K với bitrate rất là cao, khoảng 50 megabit trên giây, cao hơn hẳn so với G Flex với 30 megabit trên giây và ngang ngửa với Galaxy S5. Thêm tùy chọn tính năng video time shift, bạn có thể quay video chậm ở tốc độ 120 khung hình trên giây với độ phân giải HD 720 pixel. Xperia Z2 được trang bị camera trước với độ phân giải 2 megapixel cùng với các tính năng như HDR, làm mịn da, chụp liên tục, hỗ trợ tối đa cho việc chụp hình tự sướng. Cũng giống với đa số những chiếc Xperia dòng Z khác, Xperia Z2 được công nhận chuẩn trong nước chống bụi IP55-58. Viên pin theo máy được Sony công bố với dung lượng là 3200 mAh, nhưng khi kiểm tra thì dung lượng thực tế lên đến 3400 mAh, ngang ngửa với chiếc Nokia Lumia 1520, một trong những chiếc điện thoại pin tốt nhất hiện nay. Kết hợp với tính năng Stamina tự động ngắt các kết nối như Wi-Fi, 3G khi tắt màn hình, Xperia Z2 cho thời gian sử dụng pin lên đến hơn 1 ngày với cường độ sử dụng cao, các kết nối bật liên tục. Tuy chiếc Sony Xperia Z2 chỉ được coi là bản nâng cấp nhẹ của Z1, nhưng một lần nữa, Sony lại thành công trong việc tạo nên một sản phẩm gây ấn tượng tuyệt vời trong lòng người dùng. Tất nhiên, vẫn còn một vài điểm trừ nhỏ nhỏ như camera không thể hiện đúng phong độ trong nhiều trường hợp, hay kích cỡ vẫn chưa thực sự làm hài lòng nhiều người, nhưng dù sao thì chẳng có gì là hoàn hảo 100% cả. Với nhiều cải tiến rõ rệt như về màn hình, âm thanh và camera, Xperia Z2 gần như đã lấp đầy tất cả những lỗ hổng mà đàn anh Z1 gặp phải. Và có lẽ trong năm nay, cuộc chiến Android sẽ còn sôi động nhiều hơn nữa khi mà ông lớn Sony đang dần lấy lại phong độ của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cùng mức giá, xin vui lòng truy cập trang web thongcachmobile.com.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau.